tổng giám đốc công ty Đông Nam Á lừa hơn 1 triệu USD. Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên đánh đập dã man 4 cô gái. Australia mua thêm thuốc Covid-19, Nhật Bản phát triển vaccine ngừa bệnh cả đời. Chào các độc giả của báo điện tử VTC News. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp được phát sóng vào lúc 20 giờ trên báo điện tử VTC News và các nền tảng số của chúng tôi. Sau đây là tin nóng chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 3 tháng 1, có 15.936 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh thành, Hà Nội nhiều nhất với 2.100 ca. Bản tin dịch COVID-19 ngày 3 tháng 1 của Bộ Y tế cho biết có 15.936 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh thành, Hà Nội nhiều nhất với 2.100 ca. Trong ngày có hơn 24.400 bệnh nhân khỏi, 190 trường hợp tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 1 đến 16 giờ ngày 3 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý các bệnh COVID-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước, giảm 998 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố. Có 11.017 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 2.100, Hải Phòng 1.749, Tây Ninh 919, Vĩnh Long 842, Cà Mau 821, Khánh Hòa 786, Thành phố Hồ Chí Minh 662, Bình Phước 619, Bình Định 547, Trà Vinh 517, Bắc Ninh 460, Bắc Liêu 330, Thừa Thiên Huế 321, Hương Yên 285, Bến Tre 267,

Hồ Thọ 94, Hậu Giang 94, Bắc Giang 84, Hà Nam 78, Bình Dương 75, Bà Rịa Vũng Tàu 73, Đồng Nai 72, Thái Bình 70, Đắk Nông 65, Bắc Cạn 64, Yên Bái 64, Lạng Sơn 59, Tiền Giang 58, Quảng Bình 55, Quảng Trị 53, Lào Cai 51, Long An 50 Ninh Thuận 40, Ninh Bình 39, Con Tum 34, Tuyên Quang 29, Cao Bằng 28, Điện Biên 23, Lai Châu 8. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Cà Mau giảm 565, Hải Phòng giảm 404, Bình Phước giảm 275. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Tây Ninh tăng 171, Vĩnh Long tăng 143, Quảng Ninh tăng 99. Trung bình, số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 15.232 ca trên ngày. Người dân xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chặt cây cao rừng, còn gọi cao làng rừng về vót đũa có thể thu 1 đến 2 triệu một ngày từ nghề này. <laughs> bài tát là câu rừng đấy Đấy thì nhất là xanh này nè Là thủ công, Không có độc hại này, Cứng hơn đồ bình thường mà dày dày gắt thức ăn mà cái quyết điện của bạn là ngập nước phải cho mình mà Nhà nào mà làm mà không mà rửa đây hết. Phối cố là Là nó sẽ bị mốc, Mình như thế này xong mình phải phối cố ra này sợ quá đấy nó mới này đéo quay nặng nữa này cái thật cố này sau khi anh phải cố rồi làm lại nhiều cũng đoàn cho nên là vất vả hơn không lấy cái chuyện để lo bà ăn thôi nhưng mà bạn rất cả chờ thôi nhưng mà đi mì đi bột chứ đi đi cả rồi đi dẫn ta nhau khi về đi đi sang cặp nước này. cái cái trái việt nam đó nhớ lang dân à, sợ nhà quay hưng nhanh sao của đi đốc công ty Đông Nam Á lừa hơn 1 triệu USD, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tổng đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, 45 tuổi, quê Đồng Nai, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cho hay, ông Dũng đại diện pháp luật công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á, công ty Đông Nam Á có hành vi gian dối chiếm đoạt gần 1,1 triệu USD, tương đương 24,2 tỷ đồng của một công ty ở Mỹ thông qua ký hợp đồng cung ứng găng tay y tế. Cụ thể, Khoảng tháng 7 năm 2020, công ty Đông Nam Á do Đỗ Anh Dũng làm tổng giám đốc đã ký hợp đồng cung cấp 509.906 thùng găng tay y tế Nitro-01 nhãn hiệu Superior cho công ty Andy Private Capital, trụ sở ở Mỹ. Ngay sau khi ký hợp đồng, phía công ty Andy Private Capital đã gửi gần 1,1 triệu USD tiền đặt cọc cho công ty Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau đó công ty Đông Nam Á không thực hiện giao hàng như đúng hợp đồng ký kết mà cũng không hoàn trả lại tiền cho đối tác. Bên phía công ty Đông Nam Á lẩn tránh, đối tác ở Mỹ đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra, công an xác định công ty Đông Nam Á có trụ sở tại khu phố 2, phường Bình An thành phố Thủ Đức do Đỗ Anh Dũng làm đại diện pháp luật, thành lập từ tháng 7 năm 2017 đến nay, hoạt động đa lĩnh vực về mặt hàng găng tay y tế Nitro không bột, nhãn hiệu Superio là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Kim Bảo Sơn phân phối độc quyền tại Việt Nam. Công ty này từ trước đến nay không ký hợp đồng mua bán sản phẩm, không ký kết hợp đồng là đại lý, ủy quyền kinh doanh với công ty Đông Nam Á hay với ông Dũng. Công an xác định Ông Đỗ Anh Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt gần 1,1 triệu USD tiền cọc của đối tác Mỹ. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên đánh đập dã dạ man bốn cô gái. Ngày 3 tháng 1, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai của Huỳnh Ngọc Anh Tuyết, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bình Dương, Nguyễn Xuân Mai, sinh năm 2002, ngụ tỉnh Cà Mau, Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh năm 1998, Tống Hoàng Hải sinh năm 1996, Ngô Anh Vũ sinh năm 1994, Phạm Văn Trung sinh năm 1995 và Ngô Thiên Lộc sinh năm 1997 cùng ngụ thành phố Thủ Đức để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thông tin ban đầu, tối 31 tháng 12 năm 2021, chị NVA sinh năm 1998, ngụ tỉnh Thanh Hóa cùng HTL sinh năm 1995, ngụ tỉnh Tây Ninh và hai người bạn đến quán nhậu Hai Đô, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức để ăn uống. Nhóm chị A ngồi cạnh bàn của nhóm Linh, khoảng 20 nam nữ. Ít phút sau, một số thanh niên trong nhóm Linh qua mời nhóm chị A uống bia. Nhóm thanh niên trêu gẹo và xin số điện thoại các thành viên nhóm chị A nhưng các cô gái không đồng ý. Bực tức, nhóm thanh niên chửi bới và hát bia vào nhóm chị A. Tiếp đó, Linh cùng Mai, Tuyết cầm ly bia xông qua tấn công nhóm chị A. Sự việc khiến chị L cùng một người khác trong nhóm bị thương và được người dân đưa đi bệnh viện nhân dân gia định cấp cứu. Chị L nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, bàn tay phải bị vết thương nham nhở, đứt gân duỗi chung các ngón tay phải và hai vết thương ở vị trí đầu. Cả nước có gần 1.000 bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở máy. Theo Bộ Y tế, tổng số ca F0 được điều trị khỏi tính đến nay là 1.372.696 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.746 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.771 ca, thở oxy dòng cao HFNC 988k, thở máy không xâm lấn 148k, thở máy xâm lấn 815k, ECMO 24k. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 32.831k, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, Tổng số các tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế đã tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Không mặc cảm, kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định. Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1, Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 5. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.763.040 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 17.878 ca nhiễm, đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.757.254 ca, trong đó có 1.369.879 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 504.197, Bình Dương 290.921, Đồng Nai 98.060, Tây Ninh 77.002, Hà Nội 49.631. Australia mua thêm thuốc COVID-19, Nhật Bản phát triển vaccine ngừa bệnh cả đời. Dịch COVID-19 tại Australia tiếp tục lan rộng khi hôm nay, ngày 3 tháng 1, ghi nhận hơn 36.000 ca bệnh mới. Trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan nhanh chưa từng có, chính phủ Australia vừa quyết định mua thêm thuốc Strovimod để điều trị các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ và vừa. Theo thông báo của các cơ quan chức năng đưa ra ngày hôm nay, Australia ghi nhận hơn 36.000 ca COVID-19 mới. Trong đó, New South Wales là nơi có nhiều ca bệnh nhất với gần 21.000 ca và bang Victoria đứng thứ hai với gần 8.600 ca bệnh tuy nhiên đây dường như chưa phải là số liệu thống kê đầy đủ vì nhiều cơ sở xét nghiệm đóng cửa và rút ngắn giờ làm việc vào dịp nghỉ lễ năm mới khiến cho nhiều người không đi xét nghiệm đồng thời vì triệu chứng của omicron không quá nghiêm trọng nên một số người tại australia không biết hoặc không đi xét nghiệm cho dù có dấu hiệu bị bệnh Số ca nhiễm tăng cao cũng khiến cho các cơ sở xét nghiệm tại Australia ở trong tình trạng quá tải, trong khi kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh cũng cháy hàng. Mặc dù tỷ lệ số ca tử vong và nhập viện vì COVID-19 tại Australia vẫn chưa đến mức báo động, song tại bang New South Wales, tỷ lệ nhập viện đã tăng gấp đôi nếu so với thời điểm Giáng sinh và đạt mức cao nhất kể từ đợt bùng phát dịch vào tháng 9 năm 2021. Trong bối cảnh số ca COVID-19 liên tục đạt kỷ lục mới, Australia đã mua thêm 46.000 liều thuốc cho điều trị các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ và trung bình. Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, cùng với 81.000 liều cho đã đặt hàng trước đó, đây sẽ là nguồn thuốc quan trọng để giúp nước này đối phó với làn sóng COVID-19 đang lan rộng chưa từng có trước đây. Cho là một trong những phương pháp điều trị COVID-19 hàng đầu thế giới, dùng cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa, giúp đối tượng này không bị bệnh nặng. Cho có hiệu quả lên đến 79% trong việc làm giảm khả năng bệnh nặng, nhập viện và tử vong vì COVID-19. Trong một diễn biến liên quan, bắt đầu từ ngày mai, ngày 4 tháng 1, Australia rút ngắn khoảng cách giữa mũi tiêm ngừa COVID-19 thứ hai với mũi tăng cường xuống còn 4 tháng và dự kiến đến cuối tháng 1 năm 2022, số lượng người đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường lên đến 16 triệu người. Bên cạnh đó, từ ngày 10 tháng 1 tới, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Australia cũng sẽ bắt đầu được tiêm vaccine ngừa COVID-19 với liều lượng bằng 1 3 liều của người lớn. Trong khi đó, theo NSK và Japan Time, các nhà khoa học thuộc Viện khoa học y khoa thủ đô Tokyo, Nhật Bản đang nghiên cứu một loại vaccine COVID-19 dựa trên vaccine ngừa bệnh đậu mùa hiện nay, hứa hẹn có khả năng bảo vệ lâu dài lên đến cả đời chỉ sau một mũi tiêm duy nhất. Theo nhà khoa học Michinori Kohara thuộc nhóm nghiên cứu, kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy vaccine mới không chỉ cung cấp kháng thể mạnh mẽ với một liều duy nhất mà còn duy trì được khả năng bảo vệ con người khỏi COVID-19 lâu dài. Bên cạnh đó, vaccine cũng được dễ dàng bảo quản ở nhiệt độ phòng thông thường và ít gây ra tác dụng phụ hơn các loại vaccine được cấp phép sử dụng khẩn cấp hiện nay. Kết quả trên được đưa ra sau các thử nghiệm được thực hiện trên chuột chứng minh những con chuột được tiêm loại vaccine này có thể duy trì lượng kháng thể cao trong hơn 20 tháng và tiêm liều vaccine thứ hai cho vật thí nghiệm sau 3 tuần, các kháng thể sẽ sẽ tăng lên gấp 10 lần. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cũng sử dụng vaccine này với bốn loại biến thể COVID-19 đáng lo ngại hiện nay. Kết quả cho thấy sản phẩm thử nghiệm có thể chống lại tất cả các biến thể này. Thành viên đội giữa trà ở huyện Châu Phú, An Giang ngâm mình dưới nước tìm những nhánh trà đưa lên bờ, rồi kéo lưới bắt cá, thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày. Ngâm, ngâm trà suốt dưới nước ấy, thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngay nó cảm thấy lạnh nó rung nhưng sức khỏe thì kia mình chịu đựng được ngày sau làm cũng ổn vậy thôi chứ không có nó đổi rồi, ảnh hưởng sức khỏe anh em tôi đây quen về ngày trà thì sống có nhiều đây thôi từ cái tháng 10 ấy, cho tới cái tháng năm mình sống lấp một ngày sân mới á thì cá nó nhiều hơn mấy sân cũ đưa lên anh vô đưa lên bắt lên bắt lên vô cá lăng bao lớn vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày được chúng tôi cập nhật nếu quý vị yêu thích xin hãy để lại một like và một subscribe trên kênh youtube của báo điện tử vtc news còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo